Chào mọi người đã đến với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi ha. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em ha, 0348308843. Rồi mọi người theo dõi các video mới á, thì bấm vô cái nút đăng ký nha, đăng ký kênh á, thì nó sẽ cập nhật về cho anh chị các món các cái video mới nhất ha. Rồi em cập nhật mấy món hàng đã bán hay là chưa ở dưới cái tiêu đề á. Mọi người bấm xuống thì sẽ thấy ha. Rồi mình liên hệ cho nó dễ ha. Rồi hôm nay em lên cái video clip số 61 ha. Đầu tiên là có cây thước nè. Cây thước cây góc 90 độ và 45 độ luôn ha. Thước của Shinhwa. Dòng thước này nó làm rất chắc chắn ha, cái đế nó rất là dày luôn. Rồi cái thước kè góc này có mã là 6101 ha, giá bán 250.000. Tiếp theo là một cây vít thử điện. Đây, cây bút thử điện ha, nó thử được điện từ 80 đến 600V, rất là gọn vào túi ha. Em có ổ điện nè, thử ra đây. Đó. Rồi. Bút khởi điện này có mã là 6102, giá 150.000. Tiếp theo là một cây cắt ống nước, cắt ống nhựa của thương hiệu Mary Japan. Đây. Cây này Nhật sản xuất luôn nè. Đây. Cắt được tới ống 42 nha mọi người. Đây ống 42 ha. Ống to nhất là 42 trở xuống. Lưỡi còn rất là bén luôn. Ok, cái này nó hơn nó bằng nhôm, cầm cũng nhẹ tay. Đây kích thước nè. Rồi cái cắt ống nước này có mã là 6103, giá 350.000. Tiếp theo là một cây thước. Cây thước cuộn ha. Thước cuộn này nó dài 5,5 m. Đây thương hiệu nó nè. Đây của Nhật sản xuất ha. Năm mét rưỡi, kéo rất là nhẹ luôn. Nhật nó chất lượng nó rất là ok. Đây có nút bấm nha mọi người, sau mình bấm nó đứng lại xuống thì nó chạy. Ok. Rồi cái cây thước 5,5 m này có mã là 6104 ha, giá 250.000. Tiếp theo là một cái cây cạo ba vía. Đây là cây cạo ba vía, cạo sắt thép ha, nhôm ok hết, nhựa cũng ok luôn. Đây cây cạo của Nhật. Đây là cái lưỡi nó nè, còn rất mới. Nó là nó chuyên cạo mấy cái cạnh đó nha mọi người. Ví dụ như cái cạnh vuông vậy nè, mình sau khi mình cắt hay là gia công gì đó nó còn khô á, nó còn sơ á, mình cạo nó đi. Thường sử dụng cạo nhôm hoặc sắt, cạo cạnh á.
Lưỡi này thép hợp kim rất là chắc luôn, cứng. Ok, cái cây cạo ba viên này có mã là 6105 ha, giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo là ba cây nhíp của Nhật ha. Ba cây nhíp này đây, cây nhíp này của Nhật nè. Đây nha mọi người. Đó. Đây kích thước nè. Cây dài là 40. Cây dài nhất 40. Hai cây nhỏ là 24. Ok, ba cây này có mã là ba cây nhíp có mã 6106 ha. Giá 200 ngàn ba cây. Bán hết ba cây nha mọi người. Rồi tiếp theo một cái mỏ lết của Lotter. Con tôm hùm nè. Đây. Rồi, kích thước nè. 24 ha. Cái hàm nó mở ra được 36. Ok, cái mỏ lobster này có mã 6107, giá 300 ngàn. Rồi, tiếp theo một cái cây cắt ống. Cắt ống đồng nha mọi người. Của Canada sản xuất nè. Đây thương hiệu. Hàng Mỹ nha mọi người. Đặc biệt nó là cắt ống tự động nè. Cắt nhanh á. Đút ống vô là mình xiết nó nhanh. Nó vẫn có dao bình thường như là cắt ống đồng ha. Đây cho mọi người thấy con dao nó. Đây con dao nè. Đó. Loại này thì nó cắt được một cỡ nhỏ nhất nha. Hình như là cái cỡ nhỏ nhất của ống đồng là 1 phần 4 inch á. Ống 6 ly hay sao á, 6 ly. Đây. Cắt nhanh ống 6 ly nha. Thiết kế tự động này thì cắt rất là nhanh. Xiết vô là gạt gạt mấy cái là nó xoay nó đứt. Của Canada sản xuất nè mọi người. Rồi ok, cái cắt ống đồng này có mã 6108 giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo một cái cuộn dây âm thanh 6 mm. À, của Mỹ nha mọi người, thương hiệu này của Mỹ. Đây. Mọi người xem thương hiệu nó ha. Prodenser. À. Cái này nó mạ vàng nè ha. Có cái chống nhiễu luôn ha, hai cái chống nhiễu nè. Dây này dài 3 mét nha mọi người, hai đầu 6 mm. Hai đầu 6 ly ha. Dây dài 3 mét. Rồi cái dây âm thanh của Mỹ này có mã là 6109, giá 300 ngàn. Rồi cuối cùng là một cái cọng dây anh. Dây mài khuôn ha. Dây mài khuôn của thương hiệu Mỹ luôn nha mọi người. Thương hiệu này là của Mỹ. Đây, cốt nó là 6 mm. Dây này đặc biệt nó rất là dẻo hơn mấy cọng dây Nhật mình thường thấy ha. Mình cầm lên rất là đã, nó mềm. Nè. Nó mềm. Đầu kẹp nhanh này 6 mm. Đây kẹp từ 0.1 luôn. Mà nhỏ. Đó. 0.1 đến 6 mm luôn ha.
Dây rất là sướng. Dây này dài độ 1 mét nha mọi người. Tổng dây dài khoảng 1 mét 6 mm. Rồi, cái dây mài khuôn này có mã là 6110, giá 650.000. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em nha, 0348308443. Rồi mình cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa thì mọi người xem dưới cái tiêu đề của video này ha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại nha.